Đây là những trái ác quỷ có nhiều hơn một người dùng. 1. Chefangelor là người dùng hiện tại của trái Ophenomy, những trước đó, nó đã bị ăn bởi một bác sĩ giấu tên. 2. Meramera-nomi thuộc sở hữu của Ace, người đã qua đời tại Marineford và người dùng hiện tại là Sabo. 3. Zoden là người đang sở hữu trái Gura-Gura-nomi, ông ta đã lấy trộm trái ác quỷ này từ cái chết của dâu trắng ở Marineford. 4. Sam Imaru từng là chủ nhân của trái Bari-Bari-nomi và sau đó, trái ác quỷ này đã thuộc về Bartolomeo. 5. Kuzozumi đã từng ăn trái ác quỷ Mane-Mane-nomi, và hiện tại trái ác quỷ này thuộc về Bonclay. Đố bạn biết mình kể thiếu trái ác quỷ nào?